Đó Để... là sự thật <laughs> Sao cô có thể làm như vậy hả Tại sao không phải ai khác mà là cô vậy Tôi đã đối xử tốt như thế nào với cô chứ Tôi xin lỗi phó tổng Tôi thực sự xin lỗi ừ. Phó tổng à Bạn có sao không Phó tổng à Cô bỏ tay ra đi Phó tổng à Bạn có sao không vậy Phó tổng mà cứ tức giận như vậy Thì bà sẽ xỉu đó Cô mang cái này tới đây để trêu trọng tôi đó hả Ra ngoài Tôi không muốn thấy mặt cô nữa Cô đi ngoài đi Phó tổng đuổi cô cô không nghe hả Vinh Miso Cô ra ngoài đi Phó Tổng, bà không sao chứ. Chắc bà bất ngờ lắm thì phải. Để tôi gọi thư ký Kim cho bà nha. Tôi... Muốn ở một mình, trưởng phòng hành đi ra ngoài đi. Dạ, vậy thì lúc nào Phó Tổng khỏe, tôi qua tìm bà sao vậy? Jun Miso, cô xấu hổ hả? <laughs> cô biết mình đã làm hành động gì mà đúng không? Phó tổng, bà ấy đã tốt với cô bao nhiêu? Thì bây giờ bà ấy ghét cô bấy nhiêu? <laughs> Sao có thể làm vậy được chứ? Nếu là tôi á, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu. Con người như chị thật tình tôi không thể hiểu nổi. Bề ngoài thì hiền lành, nhưng có thể lại đi lừa gạt người khác cũng không chừng đó. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nói chuyện lâu được. Tôi xin phép đi trước. <laughs> Rốt cuộc là từ khi nào chứ? Không lẽ từ hôn cô ta mang tới văn phòng của anh ấy sao? Ờ dạ thưa cô Luật sư Seo có phiên xử nên đã tới tòa án rồi Vậy sao Vậy tôi ở đây để đợi anh ấy Anh ra ngoài đi Dạ được cà vạt này lạ quá ở đâu ra vậy anh ờ anh được tặng đó đối tác tặng anh hả à, ai mà biết lựa đồ quá nhìn rất hợp với anh đó <laughs> được rồi phải cho họ bài học mới được hãy cứ đợi mà xem tôi sẽ cho các người một kỷ niệm nhớ đời em tới có chuyện gì không sao không gọi trước à, em có gì gần đây nên ghé vào thôi à, tự nhiên mình quên mất là phải đi massage em đi nha. à người phụ nữ đó đó là người như thế nào vậy em nói vậy là có ý gì tự nhiên em tò mò mà thôi cái hôm anh đi xe bu rồi ngủ ở đó luôn là anh đi cùng với người phụ nữ đó có phải không <laughs> thì ra là vậy nếu anh nói trước với em thì tốt quá rồi nếu biết vậy em đã giải quyết nhanh gọn chuyện ly hôn với anh à với lại em thấy sao hôm anh đi xe bu về anh vẫn còn đối xử rất tốt với em anh nói anh đã thích người phụ nữ đó trước vậy tới lúc đó cô ta vẫn chưa chấp nhận tình cảm của anh hả nhưng tại sao em lại hỏi chuyện đó chứ chỉ là em thấy anh cũng mệt mỏi quá chứ không có ý gì khác đâu lúc trước chúng ta cũng có duyên với nhau nhưng không được như ý muốn em cũng tiếc lắm em đi đây Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. <Sýt> Trong mi à, cô Miso có chuyện gì vậy? Cô nói gì vậy hả? Miso đến lễ kỷ niệm thành lập công ty Queen rồi. Mới lúc nãy cô Miso, cô ấy vừa đi từ phòng phó tổng giám đốc ra vừa khóc đó. Cô nói cái gì? Miso vừa đi vừa khóc hả? Từ phòng của phó tổng sao? đúng rồi tận mắt tôi nhìn thấy mà hình như bên trong có đội trưởng han nữa đó vậy miso bây giờ đang ở đâu vậy hả miso à chuyện này là sao hả cậu có chuyện gì với phó tổng giám đốc phải không hả phó tổng bà ấy biết hết rồi cậu nói cho rõ đi đừng có nói tắt như vậy kể cho mình nghe đã xảy ra chuyện gì vậy mình vừa đi tham dự bên đó vậy Mình định vào gặp phó tổng giám đốc Báo cáo là mình đã về rồi Nhưng khi vừa bước vào Phó tổng đã hỏi chuyện mình qua lại với anh ki Su có thật không Bà ấy hỏi Vậy lúc đó cậu trả lời như thế nào hả Mình đã trả lời Chuyện đó là thật à, Trời cậu ngốc hả Dù thế nào cậu cũng phải tránh đi chứ Bà ấy hỏi mà cậu lại trả lời thẳng thắn như vậy sao hả À, trời mà thôi mình cũng quá hiểu cái tính của cậu rồi mà trong hi à mình phải làm sao đây những người khác thì không sao hết nhưng mà làm cho phó tổng đau lòng như vậy mình thấy có lỗi nhiều lắm đối với mình bà ấy giống như mẹ vậy mình còn muốn tốt với bà ấy như con gái nữa kìa mình biết rồi. Cậu đã gì phó tổng mà đã dùng hết bao nhiêu công sức vào sản phẩm mới. Nhưng mà Miso à, chắc là đã tới lúc chúng ta phải rời khỏi công ty này rồi. Ai, mà thôi, chuyện thế này rồi biết làm sao chứ. Mình thực sự không dám xin bà ấy tha thứ cho mình nữa. Bà ấy đã đối xử với mình tốt như thế nào? Nhưng mình lại khiến bà ấy bị tổn thương đến như vậy. Mình tới đau lòng quá Trung Hy à Chuyện này dù sao cũng phải đối mặt mà Mình thấy vậy cũng tốt nữa Vì phó tổng giám đốc Mà đêm nào cậu cũng không ngủ ngon giấc <laughs> Nhưng mà Phó tổng mà... Sao bà ấy biết được vậy <laughs> Nè Chuyện lần này Cũng một tay Hana John chứ gì <laughs> thôi được rồi nếu là cô ta thì không thể bỏ qua rồi mà làm sao cô ta biết được luật sư seo là con rể của phó tổng chứ có khi nào phó tổng kể chuyện này cho con gái của bà ấy nghe không mình nói là vợ của luật sư á anh kia ông xua nhà em có gì nên em về trước đi đi dạo sông hàng hẹn ở lần sau nhé cái này để mình làm cho mau vào phòng nghỉ đi mình cũng sao mà mau nghỉ đi phải đó chỉ có vẻ mệt mỏi rồi đưa cho em ờ cảm ơn em Ờ, ừ. Cái áo này lần trước chị Miso mua cho ba phải không vợ ờ. Cuối tuần này con gái của bạn bà nó đám cưới mà định sẽ mặc cái áo này đi đó Mấy đứa thấy sao Áo của chị Miso mua đương nhiên là phải đẹp rồi Chị, thấy ba đẹp không Đẹp lắm đó chú Coi chừng người ta tưởng là bạn của chú rể nữa đó ờ. Cái con nhỏ này ờ, Nhìn đi nhìn lại Cái áo này mua bằng phiếu mua hàng của phó tổng công ty cháu cho đó Lần trước khi Miso nó bị bệnh Bà ấy cũng trực tiếp đến để hỏi thăm Bà thấy mang ơn bà ấy nhiều quá Thật ra Cũng nhờ mấy chị làm việc tốt Nên mới được đối xử đặc biệt thôi Nè Cấp trên mà nghĩ cho cấp dưới Và tốt như vậy cũng là bình thường thôi Nhưng mà không phải ai cũng được như vậy đâu Ờ à, khoan đã Nếu như vậy Hay là chú tìm đến công ty Để nói một lời cảm ơn với bà ấy có được không Hả Chú nói là sẽ đến công ty con hả Phải rồi Bà ấy tốt với mình như vậy Mình lại im lặng thì không được hay lắm đâu Vậy ngày mai chú sẽ đi tới đó Ngày mai hả à, à, Chú ơi, ngày mai không được đâu à, à, Không được hả Dạ, Không được, à, phiếu mua hàng giống như Chan kia nói đó Do tụi con làm tốt nên mới được cho thôi Với lại phó tổng giám đốc bà ấy rất bận lắm Cho nên dạo này ở công ty tụi con Muốn gặp bà ấy cũng khó nữa là ừ. <laughs> Đúng đó bà Đâu có giống đến trường chào cô chủ nhiệm à. đâu Ai lại đến công ty để chào chứ <laughs> vậy hả vậy thì lần sau chú mua gì đó rồi nhờ mấy đứa gửi giùm cho bà ta trong khi à cháu thấy vậy có được không dạ à, à, vậy cũng được à, chỉ cần chú không đến là được rồi theo tôi biết người mà mình muốn họ ở bên cạnh mình cả đời thì mình sẽ đeo cho họ một cái vòng tay thay vì nhẫn hoặc dây chuyền thì đeo cho họ cái vòng tay sẽ giúp cho họ ở bên cạnh mình thiệt là lâu phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này Mình cứ nghĩ Yun Miso nó giống như con gái của mình. Nhưng mà tại sao là như vậy chứ? Miso à, anh đây. Tôi là Trong Hy. À, cô Trong hi Miso bây giờ đang ở trong phòng. Thật ra, luật sư sao à, Miso hôm nay... Bộ nhà Miso đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải chuyện nhà chúng tôi. Phó tổng bà ấy đã biết mối quan hệ giữa luật sư và Miso rồi đó. Vì vậy cho nên hôm nay Miso đã về nhà sớm hơn đó. Vậy bây giờ Miso thế nào rồi? Chắc cô ấy đau lòng lắm đương nhiên là đau lòng rồi. Cậu ấy còn không cười nổi nữa là. Luật sư cũng biết rồi mà. Phó tổng bà ấy đã đối xử rất tốt với Miso. Và Miso cũng coi bà ấy như là mẹ vậy đó. Phải rồi. Với lại, tôi nghĩ chắc Miso sẽ không nói với anh cho nên tôi mới nói. Lúc nãy công ty Miso đã khóc rất nhiều. Tôi đã kêu cậu ấy vào phòng nghỉ rồi. Tôi chuyển máy cho anh nha. À, thôi khỏi. Ngày mai Tôi sẽ gọi điện lại mà. Ừ, vậy đi. Cậu tới đây trễ như vậy có chuyện gì vậy hả? Hay là cậu nghe chuyện rồi nên tới? Cô xin lỗi mẹ. Miso cô ấy, cô ấy đã đấu tranh rất nhiều từ đầu miso cô ấy đã định kể cho phó tổng nghe hết mọi chuyện nhưng con đã ngăn lại cậu bây giờ Bình vực miso trước mặt tôi đó hả cũng tại mẹ không muốn nghe những lời này nhưng con rất muốn nói đầu đuôi chuyện này đúng là có thật phải bây giờ thì tôi vô cùng giận cậu với lại yun miso không chỉ giận mà còn có cảm giác bị phản bội cậu có biết khi càng lên vị trí cao người ta càng buồn cái gì không đó chính là việc tin tưởng và trao tình cảm cho ai đó ngày càng khó khi gặp một người tôi luôn sợ người đó sẽ phản bội lại tình cảm của mình đến cả người tốt với tôi thật lòng tôi cũng phải cảnh giác tôi đã sống như vậy đó khó khăn lắm yun miso mới được sự tin tưởng của tôi miso cô ấy thật sự cũng đau lòng lắm mẹ miso thế nào tôi không biết sao miso cô ấy là người tôi đã hết lòng tin tưởng nên tôi càng thấy đau lòng hơn việc cô ấy quay lại công ty và làm gì cho tôi cô ấy đã phải đau khổ như thế nào tôi biết hết nhưng mà hedion dù sao nó cũng là con của tôi sau này trước mặt tôi cậu đừng bao giờ nhắc đến chuyện của jun miso nữa con thành thật xin lỗi mẹ Cho đến khi cậu ly hôn với Herion Cậu tuyệt đối Không được cho Herion biết người cậu gặp Chính là Yun Miso Cậu phải giấu nó đến cùng Herion nhà tôi Lỗi lầm mà nó gây ra cho cậu Thật sự rất nhiều Với cương vị là người mẹ Tôi vô cùng xấu hổ Vì vậy cho nên Tôi cũng không ngăn cản chuyện cậu ly hôn với Herion nữa. Dù sao cũng phải ly hôn. Nếu Herion nó mà biết đó là Miso thì không hay lắm đâu. Dĩ nhiên nghe bản thân cậu cũng vậy. Cậu hiểu tôi nói gì mà, phải không? Dạ, con đã hiểu rồi. Con sẽ làm như mẹ nói. Ừ. Con bé Herion nó mà biết hết chuyện này thì... Nó sẽ không để yên cho Yun Miso đâu cho nên hãy làm như lời tôi dặn từ 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 <laughs> được ở nhà thư giãn như thế này tâm trạng của con thấy tốt hơn nhiều đó ba nhưng mà mấy trò này có thật sự uh, hiệu quả hay không cũng chắc quá ha à dạ <cười> <cười> con thấy không cần phải điều trị đâu chỉ cần ở nhà chơi với ba như vậy là được rồi đúng hedrin của ba từ nhỏ đã ham chơi rồi ý này hay đó <laughs> tôi về rồi đây hả à, mẹ về đó hả sao bà về trễ vậy tại tôi có chút việc phải giải quyết mà bác sĩ kim đó hôm nay ông ấy nói là sức khỏe của hedrin nhà mình đã tốt hơn nhiều <laughs> thấy hai cha con chơi với nhau tôi thấy vui quá bà cũng chơi chung đi thôi được rồi <laughs> nè chờ tiếp thôi mẹ biết tại sao con lại chơi cùng với ba không vì con muốn làm cho ba yên tâm thôi nếu ba mà biết anh kiên có người phụ nữ khác thì sẽ lớn chuyện đó có khi con không cần phải làm gì lúc đó ba sẽ ra tay trước hả <laughs> ba nói trước khi trò chơi của con kết thúc ba sẽ đem cái gì đó ra để hai cha con cùng chơi cho vui <laughs> Con nói chuyện với mẹ một chút đi Chuyện gì chứ Hayden Con và con rể sao Hãy ly hôn đi có được không Theo như mẹ thấy thì con rể sao nó không thay đổi đâu Cho nên Hayden à con Con người đó không còn quan trọng đối với con nữa Nếu phản bội con anh ta sẽ như thế nào Con đã báo trước rồi Vậy không lẽ Con có ý định không chia tay với con rể sao sao hả Đúng con đã nói rồi đó con tuyệt đối sẽ không ly hôn đâu hê hey à chúng ta đã gạt con để xe để nó cưới con mà con để xe cũng không có lỗi khi làm như vậy hơn nữa Cô nếu kéo người đã không còn yêu mình nữa thì đau khổ thêm chứ ích lợi gì thật tình là mẹ không muốn nhìn thấy con khổ sở như vậy đâu con nghe lời mẹ đi nha con sẽ cha ta thấy cái giá khi đi yêu người phụ nữ khác mà không yêu con vì vậy cho nên Mẹ tuyệt đối phải giữ bí mật chứ ba đó. Không lẽ con định đi tìm người phụ nữ đó? Tôi làm việc cô ta hả? Để xem, người phụ nữ đó là ai? Mẹ không tò mò hả? <H Geoff> Yun Miso, phải làm gì với cô mới thú vị đi? Quan hệ giữa Jun Miso và luật sư Seo, tôi sẽ giữ bí mật suốt đời. Thay vào đó, Phó Tổng hãy đuổi Jun Miso ra khỏi công ty cho tôi đi. Cô Jun Miso, cô ấy là người chịu trách nhiệm phát triển kế hoạch sản phẩm mới cho bên công ty Queen. Nếu hợp đồng này thành công, tôi sẽ lựa thời điểm thích hợp, rồi đuổi cô ta sao? <laughs> Chỉ có nghĩa là không đuổi liền rồi. Nếu đã vậy, Phó Tổng hãy nhận tôi là người của bà đi. Cô nói như vậy nghĩa là sao? Có nghĩa là vị trí của Jun Miso được bà ưu đãi đặc biệt. Vị trí đó, bà hãy nhường nó lại cho tôi. Bây giờ Phó Tổng nhà tôi không phải đi cùng con thuyền hay sao? À. Nếu chấp nhận lời yêu cầu của tôi, trước tiên, tất cả những việc liên quan đến việc xúc tiến sản phẩm mới của tôi, bà phải hỗ trợ toàn tâm toàn lực. Phải như vậy thì miệng của tôi sẽ im lặng ít nhất trong một thời gian đó với tổng mà. Được thôi, phải chấp nhận chứ. Tôi đây vốn rất ghét những người không giữ lời hứa. Cho nên bản thân của cô, liệu mà kính mồm kính miệng cho tôi đó trưởng phòng hà nè? Dĩ nhiên rồi. Vậy quyết định như vậy đi. Tôi xin phép đi trước đây. Tôi đã nói trước với luật sư Seo rồi. Tuyệt đối không được cho Herian biết. Cho tới lúc hai đứa nó ly hôn dù xảy ra việc gì, giữa luật sư Seo và cô Yun Miso không có bất cứ quan hệ gì hết. Dù tôi có gian sinh thế nào đi nữa, phó tộc cũng sẽ không tha thứ cho tôi đâu. Tôi biết. Cho nên, tôi xin được nghĩ gì? Cô Yun Miso, Chuyện nghỉ việc làm sao cô có thể nói ra dễ dàng như vậy hả? Thời gian qua cô vào công ty để chơi hay sao? Không phải đâu phó tổng giám đốc à. Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy hết. Chuyện này tôi sẽ quyết định. Cô hãy đợi cho tới lúc có chỉ thị của tôi. Cô ra ngoài đi. Tôi xin phép. Phim 88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. O'Harian đã sai mày hả? Oh, oh. Tao hỏi là có phải O'Harian đã sai mày theo dõi Seo Su oh. không? D dạ phải. Ủa? Anh chưa hiểu? Anh đến đây để gặp luật sư Seo hả? Đúng vậy. Nhưng anh ấy không có ở đây nên tôi định đi về. Anh lo cho Miso nên mới đến phải không? Thôi đi anh. Dù sao á phó tổng đã biết hết chuyện này rồi. Tình hình bọn em bây giờ... Chắc không cứu giãn được nữa đâu Miso có sao không vậy? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Em cũng không biết Không có trong phòng À quang đã Anh nói luật sư Seo Cũng không có trong phòng hả? Hôm qua tại phó tổng mà em đã khóc nhiều lắm đúng không? Hình như phó tổng giám đốc cũng đau lòng lắm. Hôm qua bà ấy ở lại văn phòng tới khuya không chịu về. Bà ấy dặn từ giờ đến khi ly hôn. Không được cho Harry biết chuyện này. Bà ấy nói như vậy. Có nghĩa là bà ấy lo cho Miso đó. Bây giờ nhìn thấy em phải đau lòng như vậy anh cảm thấy mình không phải là một người đàn ông thật tốt. Đến lúc đó, dù cho em có hạnh phúc cách mấy cũng không được khóc đó. Có biết chưa? Ô, anh à. Anh có chuyện muốn nói với luật sư một chút. Em xuống trước đi. Anh à, em xuống dưới trước đi nhanh lên rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì vậy hả Tôi cũng biết là anh Che Hiếu không hài lòng ở tôi. Hơn nữa, là người đàn ông yêu Miso nhất. Tôi còn thiếu sót rất nhiều. Chuyện ly hôn tôi sẽ giải quyết sớm thôi. Chính vì vậy mà, tất cả những việc liên quan đến chủ tịch, tôi sẽ giải quyết triệt để. Luật sư Seo tưởng là chủ tịch sẽ để yên cho anh hay sao? Tôi hiểu con người của chủ tịch mà. <laughs> cái này là suy nghĩ của riêng anh thôi tôi cũng không muốn nói nhiều trước khi chủ tịch biết chuyện bây giờ anh hãy dừng lại đi không biết miso nhà tôi có thay thế được người vợ giàu có của anh hay không nhưng với tôi miso là đứa em gái duy nhất anh biết chị hiểu vợ anh đã theo dõi anh đó cô ta biết anh quen với miso rồi có biết hay không hả anh nói harry đã theo dõi tôi sao có thật không anh còn không biết vợ anh nữa hả nếu lão tê san mà biết được chuyện miso sẽ thế nào anh không biết hay sao tôi không biết anh lo lắng chuyện gì nhưng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu tôi sẽ không để cho người tôi yêu phải gặp phải bất cứ chuyện gì Anh à Hả Em muốn nói chuyện gì Tại sao Tại sao anh không nói Chuyện em với anh kêu Su Nghe nói là anh đã biết rồi đúng không Miso à Em biết là Anh rất lo lắng cho em Nhưng mà Chuyện lần này của em và anh ông Su Anh ủng hộ có được không Em sẽ không để anh thất vọng đâu mà Em hứa đó Anh không thể đâu. Anh à. Anh thấy em nguy hiểm, anh không thể đứng nhìn như vậy được. Đó là lời của một người anh hết mực yêu em. Anh xin lỗi. Anh có chút việc phải giải quyết. Anh đi trước đi. Như mẹ đã nghe đó, ý tưởng món tráng miệng của con đã từng bị phó tổng quỷ bỏ. Bây giờ bà ấy đã duyệt cho sản xuất lại rồi. Chờ đến khi nào khắc phục được những khuyết điểm nó được tung ra thành sản phẩm mới. Thì bởi vậy, tôi mới hỏi làm bằng cách nào mà bà ta chấp nhận ý tưởng mà cô đã đưa lên cho bà hả? Mẹ à, mẹ đang lớn tiếng với con đó hả? Ơ, à, tôi có lớn tiếng với cô hồi nào đâu. Ừ, giọng tôi lớn như vậy đó. Vậy từ bây giờ trước mặt của con mẹ hãy nhỏ giọng xuống Con gì ẩn với tiếng ồn lắm đó tiếng tiếng ồn hả à. được rồi khả năng của cô cũng khá đó năng lực tiềm ẩn vì cô vì minh chê cô cũng nên phát huy thử một lần đi bây giờ cũng không trễ lắm đâu được thôi con sẽ xem xét lời mẹ nói nếu mẹ nói xong rồi á con xin phép đi trước nha à. ủa nói vô à. À. Mẹ, mẹ 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 Có tin mới có tin mới Ôi tức chết Xét nét lời mình nói nữa chứ Sao Có tin gì mới vậy Mẹ Sản phẩm món tráng miệng Mà Na Yon đã đưa lên Được duyệt lại rồi Bà phó tổng giám đốc Bây giờ còn nghĩ đến dự án của Na Giòn nữa Bây giờ còn là sản phẩm mới nữa Tin của con mới quá ha Hả Ủa, Mẹ không ngạc nhiên hả Phó tổng Chỉ vừa mới duyệt xong Là con đã chạy về báo cáo liền Chuyện đó không có ai biết ngoài con đâu lúc nãy na Yon vào đây con thấy hay là không thấy vậy na Yon hả thấy chứ nói vào đây nói chuyện gì với mẹ con biết không trời ơi sao lúc nào con cứ đi sau người khác một bước vậy thì con tưởng na Yon cũng chưa biết chuyện phó tổng duyệt đề án của cô ấy à. mẹ thiệt tình chỉ có vậy thôi sao mẹ lại nói đi sau người khác chứ dù sao con phải đi gặp na dòn đi nếu như phải sản xuất lại thì phải tới nhà máy nữa chuyện này hơi đặc biệt đó con phải chở cô ấy đi mới được Ừ! con tới chở na dòn đi đi trong lúc chở na dông đi còn nhớ hỏi nó làm thế nào mà thuyết phục được phó tổng vậy à, chắc chắn nó đã nắm được điểm yếu của bà ta rồi từ khi nào hả tao hỏi mày gặp gỡ chồng tao từ khi nào chết đi chết đi mày chết đi à! <cười> <cười> Hôm nay nhất định phải đi dạo sông Hàn đó Tôi là đây. Tôi có chuyện muốn nói Chị gặp tôi một chút đi Anh Kiều xua Em xin lỗi Em có cuộc hẹn đột xuất rồi Lát nữa em sẽ gọi lại cho anh nha có chuyện gì sao chị tới rồi hả ngồi đi tôi hẹn gặp bất ngờ mà chị lại tới nhanh như vậy tại sao tôi lại gọi chị không lẽ chị không biết hả Vợ anh đã theo dõi anh đó. Cô ta biết anh quen với Miso rồi, anh có biết hay không hả? Cô ấy là người thế nào vậy? Em nói vậy là có ý gì? Tự nhiên em tò mò thôi. Cái hôm anh đi xe bu rồi ngủ ở ngoài đó, là anh ấy đi cùng với người phụ nữ đó có phải không? Chị gặp thấy chồng tôi như thế nào hả chị sao vậy có điện thoại kìa mau nghe đi